Chào tất cả các anh em, hôm nay mình sẽ nói về con L, cái đồng token LRX nha tất cả các bạn. Đầu tiên các bạn đăng ký với đường link như mình và xác minh nhận được 1.000 token LCR này nè. Các bạn là tương chỉ đó là 10 đô, các bạn giới thiệu được một người là tương đương 5 đô nha các bạn. Nay nó khởi chạy lên các bạn, diện hỏng nó bị lỗi, mình có review mà mình lên cái Telegram của nó đó. Mình support mình đăng nhập hoài 2-3 mail, bữa nào cũng vô, nay được rồi các bạn. Mình tưởng đâu nó sẽ cam không à. Với cuộc cái sàn này rất là ok nha các bạn. Rồi các bạn vào dưới cái phần link mình đăng nhập, bấm vào nút quên mật khẩu và mail xác nhận tạo mật khẩu lên nha các bạn. Rồi mình sẽ nói về cái con này luôn. Các bạn chơi con này là rất là ngon nha các bạn. Tiền thụ động nè. Nó có hệ thống của nó có nhiều tầng lắm nha các bạn. Để mình này các bạn, bạn nào chơi sớm thì có giới thiệu nữa các bạn. Nó có chương trình giới thiệu nữa các bạn. Đấy, lộn mà. Lộn mà đem lấy lại người ta. Gia phả giới thiệu. Này các bạn nào vô chơi đi các bạn, ví dụ như mình là cái người đầu tiên này các bạn. Mình giới thiệu cho các bạn này nè các bạn. Là mình chừng nữa mình ăn lợi nhuận phần trăm của các bạn này nè các bạn. Bạn nào vô chơi sớm thì có một cái cây hệ thống riêng các bạn. Kèo rất là ngon. Hiện giờ nó đang phát token LRX miễn phí cho các bạn nha các bạn. Sau khi nào mà nó có rút tiền về thì mình sẽ làm một cái video hướng dẫn cho các bạn rút tiền về nha các bạn. Các bạn chơi chiến đi. Hiện giờ đăng ký xác minh KC với bẹt link video hướng dẫn mình có đăng ký đó. Ấy đó. Nếu các bạn nào mà vô mà đăng nhập không được thì vào cái link Telegram của mình, có để phần link mô tả luôn nha các bạn. Vì nó bảo mật các bạn ơi. Sau khi cái đồng token này nó cho rút, các bạn chỉ việc bấm vào nút rút tiền nè các bạn. Yêu cầu rút tiền nè. Rồi. Các bạn bắt cái địa chỉ LRX trên cái ví chút wallet của mình đó. Đây là nhập số tiền vô cần rút nè, nó có vui lòng chọn số dư của bạn nè. Tiền tệ nè, nó cho rút BTC, ETH, USD là cái đồng mình đang rút, là cái đồng này nè các bạn. Vậy video của mình đến đây cũng kết thúc, mình có một cái tin thông báo vui cho anh em để mình hướng dẫn cho anh em KTC thành công mà vô đăng nhập hoài không được, mình cũng rất là buồn. Vậy chào tạm biệt tất cả anh em. Anh em nhớ like và subscribe ủng hộ mình nha anh em. Vì mình kiếm tiền thụ động này đi, không một ăn hai thua hai thì không mắc gì cả. Anh em kiếm cái mấy cái kèo mà ăn tiền liền kiếm 0.1, 0.02 đô đó làm con cái gì. Hoặc kiếm thẻ cào đó làm gì mất thời gian thêm. Như này đăng ký rồi bỏ. Chờ ngày rút tiền thôi. Vậy chúc anh em cải xe thành công nha. Nếu có thắc mắc gì không hiểu thì cứ để lại comment bên dưới, mình sẽ hướng dẫn tất cả cho anh em. Giờ xin thân ái chào, hẹn gặp lại tất cả anh em nha.